Tài tử ký sinh trùng Lee Sun Kyun qua đời sau khi được phát hiện bất tỉnh trong xe hơi. Lee Sun Kyun bất tỉnh trên ô tô. Mới đây, tờ Korea Bu đưa tin nam diễn viên Lee Sun Kyun được cho là đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong xe hơi. Vào ngày 27 tháng 12, cho Sunaibu đưa tin rằng lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã được gọi đến sau khi nam diễn viên được phát hiện nằm gục trong xe của mình. Trong xe có dấu hiệu vết than tổ ong. Ngay sau đó, các tờ báo Hàn đưa tin nam diễn viên đã tử vong. Diễn viên Lee Sun Kyun tìm thấy bất tỉnh trong xe ô tô ở công viên. Người quen đã mất liên lạc với nam diễn viên từ tối qua. Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Sự việc nam diễn viên đột ngột qua đời khiến dư luận xôn xao. Lee Sun Kyun đang bị điều tra với tư cách là kẻ phạm tội và nạn nhân. Hiện trường Lee Sun Kyun tử vong, cảnh sát đang vào cuộc điều tra. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân Lee Sun Kyun tử vong. Hiện trường vụ án đang được phong tỏa. Cảnh sát điều tra hiện trường nam diễn viên Lee Sun Kyun qua đời trong một chiếc xe hơi gần công viên Waryong ở quận Jongno, Seoul. Bên ghế phụ có dấu vết than tổ ong. Hiện trường vụ án đang được phong tỏa, phủ trắng. Cảnh sát điều tra hiện trường nam diễn viên Lee Sun Kyun qua đời trong một chiếc xe hơi gần công viên Waryong ở quận Jongno, Seoul. Hiện trường vụ án đang được phong tỏa, phủ trắng. Xung quanh hiện trường, đông đảo người qua đường đứng vây quanh xem tình hình. Trong xe của ảnh đế có dấu vết của than tổ ong, từ đây dẫn tới nghi vấn tự tử. Tài tử này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân Lee Sun Kyun tử vong. Nhận được tin, phía cảnh sát tức tốc có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Hiện tại, vụ việc trên đang là chủ đề được đông đảo khán giả bàn tán quan tâm. Người quen đã mất liên lạc với nam diễn viên từ tối qua. Theo cảnh sát, khoảng 10 giờ 12 phút sáng ngày hôm nay, họ nhận được trình báo 112 với nội dung: "Chồng tôi đã rời khỏi nhà sau khi viết một tờ giấy trông giống di chúc. Trong xe của ảnh đế có dấu vết của than tổ ong, từ đây dẫn tới nghi vấn tự tử." Hiện tại, vụ việc đang được phía cảnh sát tích cực điều tra về nguyên nhân cái chết của Lee Sun Kyun. Thời gian qua, Lee Sun Kyun đang bị điều tra hành vi sử dụng ma túy và bị tố cáo ngoại tình. Trước cửa sở cảnh sát và truyền thông, Lee Sun Kyun cúi đầu xin lỗi: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã vướng vào vụ bê bối và khiến mọi người thất vọng. Hơn tất cả, một lần nữa tôi xin cúi đầu nhận lỗi vì mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi." Vụ việc khiến nam diễn viên hứng chỉ trích từ dư luận. Vì vậy, truyền thông nghi vấn Lee Sun Kyun có hành vi cực đoan trong giai đoạn cuộc sống gặp khó khăn. Hiện tại, vụ việc đang được phía cảnh sát tích cực điều tra về nguyên nhân cái chết của Lee Sun Kyun.